Ngày 6 tháng 11, phía OM Oda và Zeco Việt Nam cho biết, lô xe C5 dùng cho mục đích mở bán chính hãng đã lên đường về nước. Đây là lô xe OM Oda C5 đầu tiên được xuất khẩu từ Indonesia về Việt Nam để bàn giao chính thức tới tay người tiêu dùng kể từ khi thương hiệu này xuất hiện và tổ chức lái thử gần một năm trước một năm trước. Hãng còn tiết lộ rằng mẫu OM Oda C5 sẽ được công bố giá niêm yết cũng như bàn giao tới tay khách hàng vào cuối tháng 11 này. Dự kiến sẽ có hai phiên bản với sự khác biệt chủ yếu nằm ở một số tính năng ADAS hay tiện nghi bên trong như cửa sổ trời, ghế chỉnh điện. Theo Omoda Oda và ZECO Việt Nam, khoảng thời gian đầu các sản phẩm của hai thương hiệu này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia hoặc Malaysia. Sau đó năm 2026, dây chuyển lắp ráp tại Thái Bình dự kiến sẽ đi vào hoạt động với công suất 200.000 xe một năm. Hình ảnh tham khảo chiếc Omoda Oda C5 đang phân phối ở thị trường thị trường nước ngoài. Om Oda C5 sẽ có kích thước lần lượt là dài 4.400mm rộng 1.830mm, cao 1.585mm, chiều dài cơ sở 2.630mm, nằm trong phân khúc với Kia Celtis, Hyundai Creta, Honda HR-V. C5 nhỉnh hơn Kia Celtis một chút. Bên ngoài, ông Oda C5 nổi bật với mặt ca lăng kim cương, cụm đèn trước full LED chữ T sắc xảo, đuôi xe kiểu fastback thể thao, đi kèm bộ mâm 18 in. Cabin ông Oda C5 đi theo hướng thiết kế hiện đại tối giản, với màn hình kép 10.25 in hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay Android Auto, ra lệnh giọng nói thông minh và camera 360 độ. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm ghế chỉnh điện, sưởi ghế, điều hòa tự động hai vùng độc lập và hệ thống âm thanh Sony chất lượng cao. Cung cấp sức mạnh cho OM ODA C5 là khối động cơ 1.5 tăng áp kết hợp cùng hộp số CVT giả lập 8 cấp. Mẫu xe Trung Quốc này sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc bằng gói trang bị ADAS, với ga tự động thích ứng, Cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha thích ứng. Ngoài những trang bị, nhà phân phối còn tăng khả năng cạnh tranh cho ODA C5 bằng chính sách bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km. Điều này cho thấy sự tự tin về chất lượng của ODA khi tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam. M